Đã có rất là nhiều năm với cương vị là một bình luận viên cho tựa game AOE thì điều gì khiến cho anh ấn tượng nhất cho đến thời điểm hiện tại? Và anh có một cái kỷ niệm nào đó vui vui cùng với sự nghiệp của mình mà anh muốn chia sẻ với các khán giả gần hơn thì anh có thể chia sẻ ngay bây giờ đi ạ. Thực ra thì trong 10 năm thì mình nhớ có rất là nhiều kỷ niệm trong một cái quãng thời gian mà nó dài. Từ ngày mình còn trẻ đến bây giờ mình lập gia đình rồi và xã hội cũng đã thay đổi quá nhiều. Nhưng mà để nhớ về một cái kỷ niệm mà gọi là đáng nhớ nhất đối với mình ở trong cái quãng thời gian 10 năm qua và cũng là hai cái tên mà gắn liền với cái cộng đồng mà về cái tựa game và mình gắn bó trong 10 năm đó là game đế chế ấy, thì mình nhớ có một kỷ niệm là mình có đưa bạn Chim Sẻ, có nghĩa là một game thủ hàng đầu của AOE Việt Rất là hot đúng từ không ạ? nhà đi ra đến công ty để mà thi đấu game với các trực tuyến với các game thủ ở bên phía Trung Quốc. Sau đó là trên đường về thì cũng rất là muộn, ngày hôm đó mình nhớ phải tầm gần 11 giờ đêm thì có đi qua con đường chỗ đèo công nghiệp thì có bị là các anh cơ động gọi lại và kiểm tra. Ngày đấy thì mình nhớ cái đường đi về nhổn nó còn khó đi lắm, nó còn đang làm cơ, rất là bụi. Thì hai anh em đi xe máy xong thì cũng mình thì đèo đằng trước còn Chim Sẻ ngồi đằng sau để cầm chuột với phím. Thì các anh hỏi là đi đâu về thì bảo em cũng đi thi đấu về với cả các game thủ bên phía Trung Quốc. Thì mình không rõ rằng là ngày đấy thì các anh có biết về mình và Chim Sẻ không thì mình không biết. Thế nhưng mà ngày đó thì các anh cũng cười rất là tươi và cũng bảo tôi đi về cẩn thận, thì không rõ là có biết hay không. Mình nghĩ rằng là Chắc chắn cũng là biết, nhận tại vì ra là đúng không ạ? thời đó thì cộng đồng game Việt vẫn chưa phát triển như bây giờ, không có nhiều tựa game, không có nhiều những cái để xem như bây giờ đâu ạ. Ngày đấy thì Đế Chế là một trong những cái tựa game được lên sóng và phát live gần như là đầu tiên tại Việt Nam. Vì vậy mà những cái khán giả xem thì mình nghĩ rằng là đa phần ở cái lứa tuổi 8X hoặc là 7X hoặc là cũng có thể là đầu 9X thì đều hâm mộ cái bộ môn này. Vâng, chúng ta vừa nhắc tới một kỷ niệm rất là vui đúng không ạ? Cùng với các đồng chí cơ động. Vậy thì có một cái kỷ niệm nào mà anh cho rằng là mình nên quên đi nhất mà anh muốn chia sẻ với các khán giả không? Tôi thì nghĩ rằng là những cái kỷ niệm mà nên quên thì có lẽ là anh cũng sẽ ít chia sẻ đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay nếu như mà đặt cách một chút trên sóng của chương trình của Quốc phòng Việt Nam thì anh có thể chia sẻ không ạ? Thực ra thì trong 10 năm thì có nhiều cái đáng để nhớ, cũng có nhiều cái muốn quên. Nhưng mà mình nghĩ rằng là ngay cả đến bây giờ mình ngồi lại mình không thể nhớ hết được rằng là 10 năm qua mình trải qua những sự kiện gì, những cái tình huống và những cái câu Câu chuyện. chuyện đúng không ạ? Mình nghĩ rằng là thời gian nó làm cho chúng ta, ngay cả đầu óc của chúng ta, trí nhớ chúng ta cũng đã bắt đầu phai dần một vài những cái chuyện trong quá khứ rồi. Mình không muốn quên một cái gì cả, bởi vì là khi bạn đã làm một cái gì đến 10 năm rồi ạ, thì bạn muốn nhớ cả vui, nhớ cả buồn. Chính Để mà xác ạ. sau này thì có nhớ lại cái khoảng thời gian 10 năm này thì mình cũng nghĩ rằng là nó là một phần của cuộc đời rồi. Không nên quên một cái gì cả.